Châu Lợi Bản Đà Già, Tiểu Địa Đạo cùng với Bản Đà Già, Địa Đạo là hai anh em. Anh sinh ra ở bên đường, em cũng sinh ra ở bên đường cho nên mới có tên này. Theo phong tục Ấn Độ, người con gái sau khi kết hôn, khi sắp sanh nở phải trở về nhà cha mẹ. Người anh có tên là Địa Đạo vì lúc bà mẹ sắp sanh đáng lẽ phải về nhà sớm một tí nhưng bà ta không chịu về. Tới giờ phút chót đứa bé sắp sanh ra, bà mới chịu trở về. Kết quả là chưa tới được nhà, bà đã sanh đứa bé dọc đường cho nên đặt tên là Địa Đạo, nghĩa là con đường. Đến khi sắp sanh đứa bé thứ hai, bà vẫn không chịu về nhà sớm, đến phút chót mới chịu về. Kết quả cũng như lần trước, đứa bé lại được sanh dọc đường cho nên đặt tên là Tiểu Địa Đạo. Anh sanh ra như thế nào thì em cũng sanh ra đúng như thế đó. Cách sanh thì giống nhau nhưng trí huệ lại khác xa nhau. Người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, còn người em thì ngu si quá mức. Ngu si đến cỡ nào? Ngu si đến nỗi nửa bài kệ học cũng không thuộc. Phật bảo 500 vị La Hán dạy cho ông một bài kệ: giữ miệng nhiếp tâm, thân không phạm, chớ hại tất cả loài hữu tình, khổ hạnh vô ích nên xa lánh, hành giả như thế mới độ sanh. Giữ miệng nhiếp tâm, không cho buông lung, thân không phạm giới, đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh. Đối với bất cứ chúng sanh nào cũng không nên làm cho họ sanh phiền não, là chẳng nên để cho họ vì mình mà sanh phiền não. Tu khổ hạnh không hợp cách như giữ giới trâu, bắt chước theo trâu, giữ giới chó, bắt chước theo chó. Lại có ngoại đạo thờ lửa, cho lửa là tổ sư của họ, có ngoại đạo thờ cho, khi ngủ thì nằm trong đống cho, nên mình chết đầy cho. Có ngoại đạo thờ đinh, nằm trên ván có đóng đinh, mũi đinh đâm nát thân thể của họ, dầu là đau đớn, khó chịu nhưng vẫn thực hành. Những loại kẻ trên gọi là khổ hạnh vô ích. Người tu hành phải xa lánh thì mới giáo hóa chúng sanh được. 500 vị La Hán mỗi ngày thay phiên nhau dạy Châu Lợi Bản Đà Già. Học bài kệ tụng này học rất lâu mà ông vẫn không thuộc. Dù 500 vị A-La-Hán đều có thần thông, dạy ông đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, dạy rồi hỏi ông lại cũng không nhớ. Vì thế người anh ông nổi giận mới bảo hoàn tục không nên đi tù nữa. Nhưng Tiểu Địa Đạo trí nhớ quá kém cỏi mà tánh giận hờn lại quá lớn, mới nói với anh rằng: anh không cho tôi xuất gia thì tôi chết cho anh xem. Nhân đó ông ra sau vườn hoa định treo cổ. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thành vị thần cây nói với ông: anh là phần anh, còn ông ở đây tu hành có sao đâu. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm: phải đấy, anh là anh, ta là ta, anh không có quyền bảo ta không thể xuất gia. Đức Phật lại nói: bây giờ ta dạy ông một câu chỉu tào, tức là quét đất, quét tâm của ông, quét sạch những bụi bặm trong tâm của ông. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm: phải đó, quét những bụi dơ trong tâm mình cho sạch. Tuy nhiên ông nhớ được chữ chỉu thì quên mất chữ tào, nhớ được chữ tào lại quên mất chữ chỉu. Giống như chúng ta niệm Phật, càng niệm vọng tưởng càng nhiều, nhưng ông ta là người cố gắng không biếng lười, từ sáng tới chiều chỉu tào quét tâm mình, niệm tới niệm lui mãi, không để một tuần lễ được hoát nhiên khai ngộ. Một khi đã khai ngộ thì cái gì cũng rõ biết hết, thông đạt được thật tướng các pháp. So với anh ông thì ông thông minh gấp nhiều lần, cho nên người ngu si chỉ cần dụng công tu hành thì ai cũng có thể khai ngộ được. Có người nói xem kinh điển không hiểu thì không cần xem kinh điển làm chi, chỉ xem tâm thôi. Thế nào gọi là xem tâm? Xem tâm chính là quét sạch hết những vọng tưởng trong tâm mình. Hiện tại chúng ta đều thông minh hơn Châu Lợi Bản Đà Già, vì thế chúng ta không nên hủy hoại thân mình, chẳng nên xem thường mình mà phải dụng công tu học Phật Pháp. Không như thế, dù cho tôi nói Pháp cho các vị hay cách mấy đi nữa mà các vị không tin, không thực hành thì nói nhiều cũng vô ích. Nhưng nếu tôi nói Pháp thật tâm thương mà quý vị cố gắng thực hành cũng có thể biến thành ra diệu Pháp. Diệu Pháp mà không thực hành thì chẳng phải là diệu Pháp, chẳng phải diệu Pháp mà chịu thực hành cũng trở thành diệu Pháp. Cho nên người học Phật Pháp phải luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, chớ nên lùi bước hoặc biếng lười. Luôn luôn tinh tấn như thế thì một ngày kia sẽ nhận biết được chân diện mục sẵn có của chính mình. Nanda, tôn giả Nanda là em của Phật, em cùng cha khác mẹ, sanh vào ngày mùng 9 tháng 4. Phật thì sanh vào ngày mùng 8 tháng 4. Ông sanh sau Phật 1 năm, kém Phật 1 tuổi. Phật có 32 tướng, Nanda chỉ có 30 tướng và thấp hơn Phật 4 lóng tay. Nanda là tiếng Phạn, dịch là hỷ, cho nên gọi là hỷ tôn giả, đó là tên riêng của ông. Có kinh điển ghép tên ông
với tên vợ mà gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Tôn Đà La cũng là tiếng Phạn, dịch là hảo ái. Tôn Đà La Nan Đà là nói vị Nan Đà này là của Tôn Đà La, đó là nói ông Nan Đà rất yêu vợ. Hai người có thể nói là như keo sơn, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đi đứng nằm ngồi không rời nhau một khắc. Một hôm Phật đến vương cung khất thực hóa duyên. Lúc ấy vợ chồng Tôn Đà La Nan Đà đang ăn cơm. Khi thấy Phật đến khất thực, Nan Đà bèn xớt bát bằng cách cầm bát xớp thêm cơm và thức ăn lên trên. Ông đem bình bát của Phật ra với đầy ắp cơm và thức ăn. Khi ông sắp đưa bát lại cho Phật thì vợ ông nói: "Bây giờ nhổ một bãi đàm trên đất, ông phải trở về trước khi đàm khô, nếu không tôi sẽ phạt ông đấy." Nan Đà nói: "Được mà." Nhưng khi ông sắp đưa bình bát cho Phật, Phật dùng thần thông lui lại sau, Nan Đà thì vẫn bước tới trước, từng bước đi đến Kỳ Hỏa Tinh Xá. Thực ra vương cung cách vườn kỳ thọ cấp cô độc hơn 5 dặm, nhưng Phật dùng thần thông đưa ông về Tinh Xá, rồi bảo ông cạo tóc ngay, ép ông xuất gia. Vì ông không bỏ được vợ của mình nên không muốn xuất gia, nhưng vì Phật là anh của ông nên ông đâu dám không nghe lời. Ông nghĩ thầm: hôm nay mình xuống tóc, bữa khác mình sẽ chạy trở về. Vì thế ông luôn luôn rình chờ cơ hội, nhưng hôm nay chờ, ngày mai chờ, chờ hoài chờ mãi mà cơ hội không đến, vì Phật và các vị La Hán đều luôn có mặt ở Tinh Xá Kỳ Hoàn. Do đó ông càng bồn chồn thêm. Một hôm Phật cùng các vị La Hán đều đi ra ngoài thọ trai, chỉ còn lại Nan Đà ở giữ Tinh Xá. Ông nghĩ bụng: hôm nay mình có cơ hội rồi đây. Nhưng trước khi đi, Phật bảo ông quét nhà, ông gom rác lại một chỗ. Bỗng một trận gió thổi đến, rác lại bay tứ tung. Vì thế ông đóng hết các cửa lại, nhưng đóng cửa này xong thì cửa kia lại mở ra. Cứ như thế quét tới quét lui, đóng đi đóng lại mãi, qua 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thấy Phật sắp về, ông nghĩ bụng: bất luận Phật có về hay không, mình nhất định phải chạy về. Ông lại nghĩ tiếp: Phật chỉ đi theo đường lớn, không đi theo đường nhỏ đâu, mình nên đi theo đường nhỏ mà chạy là hay nhất. Thế rồi ông bỏ Tinh Xá, theo đường nhỏ chạy về, chạy một mạch đến 2 dặm, thấy Phật từ đầu kia đi lại, ông bèn núp vào sau một thân cây lớn, định chờ Phật đi qua sẽ chạy tiếp. Nào ngờ ông định chạy qua bên này lại thấy Phật đến từ hướng đó. Cứ thế tránh qua tránh lại một hồi, Phật thấy ông liền hỏi: tại sao ông không giữ nhà mà làm gì ở đây? Nan Đà nghĩ bụng: mình đâu có thể nói muốn về nhà được, bèn thưa: con chờ hoài chờ mãi, chờ Phật trở về không được, nên con ra đây đón vì sợ Phật cầm bát không nổi. Phật nói: chú em này thiệt là tốt quá. Nhân đó Phật lại đưa ông trở về Tinh Xá Kỳ Hoàn. Trở về Tinh Xá, Phật biết ông vẫn không muốn xuất gia, nên một hôm Phật nói với ông: Nan Đà, ta với ông cùng lên núi chơi nhé. Thưa vâng, Nan Đà đáp và nghĩ thầm: bận lên núi này mình có cơ hội trốn rồi đây. Trên núi có rất nhiều khỉ, ước chừng 500-600 con. Phật hỏi Nan Đà: này Nan Đà, con khỉ này so với vợ ông ai đẹp hơn? Nan Đà nghe Phật hỏi như vậy liền đáp ngay: đương nhiên là Tôn Đà La đẹp hơn nhiều. Sao Phật lại đem Tôn Đà La so sánh với bọn khỉ ấy? Phật khen: này Nan Đà, ông rất thông minh nên biết Tôn Đà La đẹp hơn con khỉ. Một hôm Phật lại nói với Nan Đà: Nan Đà, ông chắc chưa lên trời, ta sẽ đưa ông đến đó nhé. Đức Phật cùng Nan Đà ngồi kiết già. Phật dùng thần thông đưa Nan Đà lên cõi trời. Lên đến cõi trời, thấy người trên đó đẹp hơn người nhân gian gấp mấy ngàn vạn lần. Nhất là thiên nữ lại càng đẹp đẽ hơn nữa. Đi đến một thiên cung có 500 vị thiên nữ đang trang hoàng nhà cửa. Nan Đà nhìn thấy những thiên nữ này thật là đẹp đẽ chưa từng thấy bao giờ, bèn sanh tâm luyến ái. Ông hỏi một vị cung nhân: cung trời này sao không có chủ nhân? Vị cung nhân ấy đáp: chủ nhân của chúng tôi chưa đến. Ông ta là em của Phật, hiện đang xuất gia tu hành theo Phật. Đợi đến khi mãn đời, ông ta sẽ sanh về đây. 500 vị thiên nữ này đều là vợ của ông ta cả. Nan Đà nghe nói nghĩ bụng: ta nên gấp rút tu tập, không cần phải trở về nhà nữa. Bây giờ Đức Phật hỏi ông: những thiên nữ này có đẹp không? So với Tôn Đà La ai đẹp hơn? Nan Đà thưa: Tôn Đà La làm sao mà sánh được với các thiên nữ này? Sắc đẹp của Tôn Đà La so với các thiên nữ không khác nào đem sắc đẹp của con khỉ cái so với sắc đẹp của Tôn Đà La. Đức Phật nói: vậy thì ông muốn thiên nữ hay muốn Tôn Đà La? Nan Đà thưa: đương nhiên là con muốn thiên nữ thiệt là đẹp đẽ vô song. Đức Phật nói: nếu muốn sanh về đây thì khi trở về ông phải cố sức tu hành đi. Vì thế khi trở về,
Nan Đà ngày đêm ngồi thiền dụng công rất tinh tấn. Nan Đà sớm tối tọa thiền, một lòng muốn làm thiên chủ. Phật biết rằng phước trời hữu lậu, hưởng hết rồi sẽ đọa lạc vào ác đạo, muốn nhắc nhở ông để ông thấy rõ ý tưởng của mình không đúng. Vì thế Phật mới đưa ông xuống địa ngục, cho xem núi đao, rừng kiếm, vạc lửa, băng lạnh, mọi cảnh địa ngục. Sau cùng đến một cảnh địa ngục có hai con quỷ đang nấu chảo dầu. Dầu chưa nóng sôi mà hai con quỷ này rất lười. Một con đương trụm lửa, một con đương nằm ngủ. Lửa trụm vạc dầu cháy, cháy tắt tắt. Nan Đà lấy làm lạ, cảm thấy hai con quỷ này cứ trụm như thế, dầu trong vạc kia bao giờ mới sôi được. Ông mới hỏi hai con quỷ đó, này hai chú làm biếng quá, không đốt cháy mạnh lên, lửa cứ tắt hoài, hai chú làm đến bao giờ mới xong việc? Hai con quỷ mở mắt nhìn một hồi mới nói, ông để ý chuyện này làm chi, bọn tôi có gì phải gấp. Người tôi đợi vẫn chưa đến mà, chờ lâu lắm mới đến kia, bọn tôi hãy còn rảnh chán. Nan Đà lại hỏi, mấy chú chờ ai vậy? Hai con quỷ nói, ông muốn biết à? Bọn tôi nói cho ông biết, người bọn tôi đợi là Nan Đà, em của Phật Thích Ca đấy. Ông ta theo Phật xuất gia tu hành mà lòng cứ mong hưởng phước trời với 500 thiên nữ mãi. Ông ta sẽ sanh lên trời, ở đó từ 500 đến 1.000 năm. Sau đó ông ta quên việc tu hành lại tạo rất nhiều tội nghiệp. Khi nghiệp ác của ông ta dẫy đầy, ông ta sẽ đọa vào địa ngục này, chịu tội nấu dầu. Nan Đà nghe nói giận cả gai ốc, đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm, chà, khổ như thế này làm sao chịu nổi. Bấy giờ ông không còn muốn tu để sanh lên cõi trời nữa, mà quyết tâm dứt hết sanh tử. Không bao lâu ông liền chứng được quả vị A-la-hán. Tướng mạo của Nan Đà rất là đẹp đẽ, Phật có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng. Nếu có người chưa quen biết Phật có thể lầm cho ông là Phật. Có một lần hàng ngoại đạo lõa thể, không khác gì nhóm hippie bây giờ, trai gái đều không hề mặc quần áo. Họ cho rằng hình thể thiên nhiên mới là bản lai diện mục. Tại sao phải mang thêm cái lớp giả bên ngoài, cần gì phải mặc quần áo chứ? Đó là cách tuyên truyền của phái ngoại đạo lõa thể ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Những người ngoại đạo này đến tìm Xá Lợi Phất để biện luận. Ngài Xá Lợi Phất dù không cao lớn nhưng lại rất thông minh. Mỗi khi ngài mở miệng trình bày đều rất rảnh rẽ, thấu đáo, khiến cho những ngoại đạo này phải câm miệng hết, không nói được lời nào. Mọi lý do của họ đưa ra đều không đứng vững. Sau đó, những người ngoại đạo này nhìn thấy ngài Nan Đà cao lớn đẹp đẽ, bèn nói, cả đến ông tỳ kheo nhỏ người, chỉ Xá Lợi Phất, bọn ta còn nói không lại, thì làm sao địch nổi vị tỳ kheo cao lớn đẹp đẽ kia được. Vì thế những người ngoại đạo lõa thể này đều bái ngài Nan Đà làm thầy của họ và quy y chánh pháp xuất gia tu hành. Từ đó về sau, trong bọn những người này có nhiều vị thành tựu rất cao. Đó là câu chuyện ngài Nan Đà vì thích 500 thiên nữ mà bỏ vợ nhà, một lòng nghĩ tưởng đến việc sanh thiên quốc, về sau lại sợ đọa địa ngục mà cố gắng tu hành. Ngài do Phật giáo hóa và cuối cùng tu thành chánh giác. A Nan Đà, tôn giả A Nan là em chú bác của Phật. A Nan Đà là tiếng Phạn, dịch là Khánh Hỷ. Vì ngài ra đời đúng vào ngày Phật thành đạo, khi Phật chứng quả, mọi người đều vui mừng, cho nên cha ngài lấy điều Khánh Hỷ đặt tên cho ngài. Trong hàng các đệ tử thì tôn giả A Nan là người đa văn bậc nhất. Những kinh điển Phật nói ra đều do ngài A Nan kết tập mà thành. Những pháp mà Phật nói ra, tôn giả A Nan đều ghi nhớ rất rõ ràng, mãi mãi không quên sót. Tôn giả A Nan chẳng những có trí nhớ phi thường mà định lực của ngài cũng không kém. Ngài có 8 thứ cảnh giới bất khả tư nghi. 1. Không thọ thỉnh riêng. Sao gọi là thỉnh riêng? Tức là một vị trong chúng tăng đơn độc đến nhà thí chủ để tiếp nhận cúng dường. Trong Kinh Lăng Nghiêm từng thuật lại việc ngài A Nan tiếp nhận thỉnh riêng mà gặp ma đang giả nữ. Trước hết dùng chú thuật của Phạm Thiên sai sử ngài suýt nữa mất cả đạo hạnh. Sau khi Phật nói chú Lăng Nghiêm, sai Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi đem thần chú này cứu ngài A Nan về. Từ đó về sau ngài không còn dám thọ thỉnh riêng nữa. Lần trước sau khi được giáo huấn, ngài không muốn lại còn có những việc tương tự như thế. Trong luật Phật dạy, bất cứ tỳ kheo nào cũng không được thọ thỉnh riêng. Thí dụ, có 10 vị tỳ kheo, có vị cư sĩ đặc biệt thích một vị trong số đó và chỉ thỉnh một vị ấy đi ứng cúng, việc ấy không thể được. Trái lại, cả 10 người cùng đi ứng cúng thì được cho phép. Ngài A Nan nhân vì trước đây thọ thỉnh riêng mà gặp phải việc đáng tiếc nên sau đó không tiếp nhận bất cứ việc thỉnh riêng nào khác. Đó là một thứ cảnh giới bất khả tư nghị. 2. Không nhận y cũ của Phật. Có một số tỳ kheo đều muốn giành nhau mặc y cũ của Phật vì họ cho rằng đắp mặc y cũ của Phật có thể sanh trí huệ, diệt tội nghiệp.
Kỳ thực đó đều là biểu hiện một thứ tâm tham. Tôn giả A Nan thì không chịu đắp mặc y cũ của Phật, đó là thứ cảnh giới bất khả tư nghị thứ hai của ngài. Ba, không gặp mặt phi thời, tức là lúc không đáng thăm thì ngài không thăm, lúc đáng thăm thì ngài mới thăm hỏi, tức là hợp với quy củ mới thăm viếng, không hợp với quy củ thì không thăm viếng. 4. Không sanh tâm nhiễm. Tôn giả A Nan theo Phật lên trời đến Long cung hoặc cung điện Atula, thấy rất nhiều thiên nữ, Atula nữ và Long nữ, tất cả đều đẹp đẽ vô song, nhưng ngài chưa bao giờ có sanh tâm dâm dục nên nói rằng không sanh tâm nhiễm. 5. Biết cảnh định của Phật. Tôn giả A Nan biết Phật nhập vào định gì mà các tỷ kheo khác đều không biết được, đó là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 5. 6. Biết chúng sanh nghe pháp được lợi ích như thế nào. Tôn giả A Nan biết Phật ở trong định giáo hóa tất cả chúng sanh và tất cả chúng sanh được những lợi ích gì, ngài đều biết rõ. 7. Hiểu rõ pháp Phật. Tôn giả A Nan hoàn toàn hiểu rõ tất cả pháp Phật nói. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 7 của ngài. 8. Nghe pháp không hỏi lại. Tôn giả A Nan nghe qua pháp Phật rồi ghi nhớ mãi mãi không cần phải thưa hỏi lại. Đó là tôn giả A Nan có 8 cảnh giới bất tư nghị mà các tôn giả khác không có được. Nói đến không thọ thỉnh riêng, người xuất gia khi còn làm sa di thì không thể muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống được mà cần phải cùng với đại chúng. Đồng thời, không thể đơn độc ăn uống riêng biệt được, các vị tỳ kheo cũng không thể ở chung mà ăn riêng. Giả sử như uống trà cũng không thể hưởng dùng một mình, đại chúng cùng ở một chỗ không thể làm ra kiểu riêng rẽ được. Thậm chí ăn một trái táo, một trái quýt hoặc một thẻ đường cũng đều không được. Lúc ngồi tham thiền cũng không nên quấy rối người khác, chẳng nên gây ra tiếng động làm phiền người khác. Xưa này ngồi thiền sau khi gõ 3 tiếng thì chỉ tịnh ngồi. Chỉ tịnh rồi đừng nói là người không được bước đi động đậy nữa, mà ngay cả Bồ Tát Vi Đà cũng phải đứng yên một chỗ không được động đậy nữa. Còn các vị Bồ Tát khác thì ở đâu ở đó không được nhúc nhích. Tại sao thế? Vì nếu mình có động đậy sẽ khiến cho công phu của người khác không được tương ưng, chẳng thể nhập định được, sẽ là tội lỗi vô lượng. Vì thế có câu thả quậy nước ngàn sông, đừng quấy kẻ tu hành. Nước của ngàn con sông có thể quậy đục, nhưng tâm niệm của người tu hành thì không nên tùy tiện quấy phá họ. Vì thế nên khi ngồi tĩnh tọa sau 3 tiếng kiểng chỉ tịnh cho đến trước khi xả tịnh thì không nên tùy tiện di chuyển cử động. Nếu có việc cần kíp cũng nên đi đứng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Ví như muốn rời đệm ngồi phải nhẹ nhàng cầm cái đệm lên, không nên làm mạnh tay mạnh chân phát ra tiếng lớn. Nếu như nơi không tự kiểm soát được thì sẽ tạo tội vô lượng. Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo xa gì đều không nên thọ thỉnh riêng, cũng không nên ăn biệt chúng. Bất cứ chuyện gì không hòa hợp với mọi người đều không hợp với quy củ. Trước kia không biết mà phạm lỗi thì có thể tha thứ được, từ nay về sau đã biết thì không nên tái phạm nữa. Ngoài ra các tỳ kheo và sa di lúc chiều tối mọi người đều ngủ nghỉ hết, cũng không được tùy tiện ra ngoài đường đi lung tung, phải thường theo chúng tăng nương theo Phật mà ở, không thể hành động riêng rẽ được. La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Phật còn là thái tử, phụ thân ngài là vua Tịnh Phạn sợ ngài xuất gia nên cưới vợ cho ngài rất sớm, người vợ đó chính là Gia Du Đà La. Năm Phật 19 tuổi trước khi xuất gia, người vợ sinh ngài một đứa con, lúc bấy giờ Phật lấy tay chỉ một cái, bà bèn có mang. Phật ngồi tu 6 năm ở núi tuyết, mà đứa con ngài 6 năm vẫn ở trong bụng mẹ, vì thế La Hầu La có nghĩa là phú trướng. Bởi vì đời trước La Hầu La từng bít một hang chuột 6 ngày, nên nay phải chịu quả báo khiến cho ngài phải ở trong thai mẹ 6 năm. Ngài sinh ra đời đem lại cho mẹ mình khá nhiều phiền phức, bởi vì vua Tịnh Phạn và một số người trong dòng dõi họ thích đều không ưa việc này. Họ nói chồng bà xa nhà quá lâu, bà làm sao mà sanh con được. Nhất định là bà không giữ tròn bổn phận làm vợ, ái tình bất chánh mới có thể sanh đứa bé được. Chẳng thế mà tại sao chồng đi xuất gia 6 năm rồi bà mới sanh đứa bé. Cả dòng họ Thích Ca đều mắng nhiếc bà là người không thủ tiết. Chỉ có một người tỷ nữ hết lòng biện hộ cho bà, nói rằng bà đã giữ đúng quy củ, chưa hề ra khỏi cổng một bước, và đứa bé ấy chắc chắn là thịt xương của thái tử. Nhưng không ai chịu tin lời của người tỷ nữ ấy. Có người chủ trương giết chết bà, có người muốn đánh chết bà, bàn tán lăng xăng. Sau cùng mọi người quyết định đem bà cùng đứa bé thiêu sống. Bấy giờ là thời đại chuyên chế, quyền lực của nhà vua rất lớn. Người ta đào một cái hầm, ở giữa đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị xô mẹ con bà xuống hầm lửa. Lúc ấy bà Gia Du Đà La phát thệ rằng: hỡi các vị thiên thần địa thánh, xin hiển linh chứng giám,
Nếu đứa bé này là con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì hai mẹ con tôi không thể nào bị đốt chết được. Nếu như không phải là con của Thái tử, thì mẹ con tôi sẽ bị chết trong đống lửa này. Nói xong bà ôm con nhảy vào đống lửa. Nào ngờ lúc đó cảnh giới Bất Tư Nghỉ hiện ra, hầm lửa bỗng nhiên biến thành ao nước và từ trong nước mọc lên đóa sen vàng đỡ chân hai mẹ con bà, khiến cho không bị mảy may thương tật. Bấy giờ mọi người mới tin chắc đứa bé chính là con của Phật mà không còn ý nghĩ giết bà nữa. Sau khi Phật thành đạo, lúc ngài trở về hoàng cung, bà Gia Du Đà La dắt tay con đến ra mắt Phật. Giả như không phải là con Phật, làm sao bà dám dẫn con đi gặp Phật được? Do đó biết rằng La Hầu La chính là con Phật. La Hầu La tu tập 10 phần dụng công trong hàng đại đệ tử của Phật, ngài được tôn là mật hạnh đệ nhất. Bất cứ chỗ nào ngài cũng đều dụng công cả, nhưng không ai biết ngài đang dụng công, vì ngài không có treo nhãn hiệu để mọi người đều biết ngài đang dụng công tu hành. Ngài tu hành bí mật như thế, thậm chí đang trong nhà xí ngài cũng nhập định, bất cứ nơi đâu ngài cũng ở trong định cả, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất. Tuy La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng Phật không phải chỉ có một người con, mà là có đến ba người. Một, chân tử, chân thật là con của Phật. Khi chúng ta đọc kinh Phật, thường thấy câu văn thù sư lợi pháp vương tử. Pháp vương tử này chính là chân chánh con của Phật, cũng tức là tất cả Bồ Tát. Hai, nội tử, tất cả vị A-la-hán dù đã ra khỏi vô minh, rõ biết lý biên không, nhưng chưa được lý trung đạo của Phật, cho nên gọi là nội tử. Có một số người đàn ông Trung Quốc gọi vợ mình là nội tử. Nội tử này không phải là nghĩa đó. Ba, ngoại tử. Phật có rất nhiều ngoại tử, tức là tất cả phàm phu không biết tu hành, điên điên đảo đảo, đều gọi là ngoại tử của Phật. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, chúng ta tìm không được ông cha đại tử bi của mình, đều là những cùng tử đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải gấp rút tìm về với ông cha tử bi của mình, vào nhà của Phật, thành ra một phần tử trong ngôi nhà đó. Kiều phạm ba đề có nghĩa là bò nhơi, giống như là bò ăn cỏ no rồi nằm trên đất, nhơi lại cỏ đã ăn. Kiều phạm ba đề, tại sao gọi ngài bằng tên đó? Đó là vì ngày xưa, trước đây, nhiều kiếp lâu xa, vị tôn giả này gặp một vị tỳ kheo già, răng rụng hết, ăn rất chậm, nhai tới, nhai lui, hèn lâu, mới nuốt được một miếng. Bèn nói với vị tỳ kheo già rằng, ông nhai thức ăn thật không khác nào con trâu già nhơi cỏ. Vì ngài hủy báng vị tỳ kheo như trâu già, cho nên sau khi chết bị quả báo 500 đời làm trâu, chừng đó ngài mới thể nhận được nỗi cực khổ của kiếp làm trâu. Sau cùng ngài gặp Phật, được Phật dạy cho tu hành mà thành chánh quả. Dù ngài đã chứng quả A-la-hán nhưng tập khí của trâu không đổi được, suốt ngày từ sáng tới tối vẫn như trâu nhơ lại thức ăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất sợ người vì do nhân hủy báng ngài mà bị quả về sau, cho nên bảo ngài lên trời tu hành. Vì thế ngài được gọi là Thọ Thiên Nhân Cúng Đệ Nhất. Do đó chúng ta nhất thiết không nên chê cười người khác, nếu không thì sẽ rước lấy quả báo tai hại về sau, không mảy may được sung sướng đâu. Tại nước Mỹ, lần thứ nhất có người thọ tam đàn đại giới tỳ kheo, tỳ kheo ni và sa di. Họ, năm đệ tử xuất gia người Mỹ đầu tiên lúc đó đang qua Đài Loan thọ giới vào năm 1969, tu hành như vậy, ngày chỉ ăn một bữa ngọ đến Đài Loan cũng không thay đổi. Họ giống như năm viên gạch đã được nung luyện ở đây một năm, qua Đài Loan cũng không bị tan thành nước, cho nên tôi rất vui. Đây là lần thứ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như các quốc gia Tây Phương. Từ trước đến nay, năm 1969, các quốc gia Tây Phương chưa có tổ chức thọ tam đàn đại giới. Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Ni, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa, cùng với các vị Bồ Tát Ma Ha Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Thích Đề Hoàn Nhân, vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Tân Đầu Lô Phả La Đọa là tiếng Phạn, dịch là lợi căn. Vị tôn giả này cho đến nay vẫn còn ở trên thế giới này, chưa nhập Niết Bàn, cho nên ngài được coi là phước điền bậc nhất, làm phước điền cho mọi chúng sanh. Tại sao ngài không nhập diệt? Vì ngài không giữ quy luật. Khi Phật còn tại thế, các vị A-la-hán đều có thần thông nhưng không được phép tùy tiện hiển lộ thần thông của mình. Một lần nọ, có vị trưởng giả dựng một cây cờ, rồi đặt trên đầu cây cờ một cái bát bằng gỗ trên đàn và nói,
Ai có thể dùng thần thông đem bát ấy xuống, tôi sẽ tặng cho người ấy. Tôn giả tôi Tân Đầu Lô Phả La Đọa bèn dùng thần thông lấy bát xuống. Phật biết được việc của trách, vì cái bát chiên đàn này mà ông mới sanh lòng tham rồi dùng thần thông lấy xuống. Tâm tham của ông như thế chẳng đáng được nhập niết bàn, phải ở lại thế gian mà làm phước điển cho chúng sanh. Vị tôn giả này rốt cuộc phải ở lại trên thế gian ư? Không ai biết được, nhưng bất cứ ai trong thể mạt pháp khi làm công đức cúng dường thì ngài sẽ đến ứng cúng để làm phước điển cho chúng sanh gieo phước. Ca Lưu Đà Di cũng là tiếng Phạn dịch là hắc quang. Vị tôn giả này màu da rất đen nhưng trên thân lại có ánh sáng, tròng mắt cũng phóng ánh sáng. Cho nên về đêm lúc đi trên đường, trên thân và tròng mắt có thể phát ra ánh sáng. Một hôm vào khoảng 7-8 giờ tối, ngài đi ra ngoài tản bộ. Vừa đúng lúc đó có một người phụ nữ mang thai, nhân vì đêm tối đột nhiên thấy từ đôi mắt và trên thân ngài ánh sáng đen phát ra, liền sợ quá chạy té bị sảy thai. Sau khi Phật biết sự thế này liền chế ra một điều giới luật, tỳ kheo sa di ban đêm không được tùy tiện đi tản bộ trên đường. Cho nên người xuất gia ban đêm không nên rong chơi trên đường phố. Tôn giả hắc quang này là thị giả của Phật, tức là hộ pháp của Phật. Ngài là người giáo hóa bậc nhất vì giáo hóa rất nhiều người. Những người chứng quả thánh nhân được ngài giáo hóa có đến hơn số ngàn. Maha Kiếp Tân Na là tiếng Phạn dịch là Đại Phòng Tú, vì ngài được cha mẹ cầu đảo tinh tú sanh ra cho nên đặt tên là Đại Phòng Tú, cũng là một trong 28 vị tinh tú. Tôn giả này là người giỏi bậc nhất, biết về tinh tú, tất cả thiên văn học ngài đọc lướt qua đều hiểu rõ. Bạc Câu La là tiếng Phạn dịch là Thiện Dung. Ngài là người có tướng mạo rất đẹp đẽ và sống lâu đến 180 tuổi, cho nên được tôn là thọ mạng đệ nhất. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi ở kiếp quá khứ, có lần ngài dùng trái Aleka ở Ấn Độ, vì người địa phương khác không có trái này, cúng dường một vị Bích Chi Phật, Duyên Giác Thánh Nhân, cho nên thọ mạng của ngài 91 kiếp đều dài cả. Ngài lại chuyên môn trì giới bất sát, không giết hại các loài sinh vật, thậm chí cũng không làm thương tổn đến cỏ cây. Nhân vì trì giới bất sát cho nên được năm thứ quả báo bất tử. Vị tôn giả này có một thứ cảnh giới đặc biệt kỳ lạ. Xưa này còn niết hễ sanh ra đều khóc, nhưng ngài sanh ra lại cười. Chẳng những thế mà còn ngồi kết già, cười hề hề hà hà với mẹ nữa. Mẹ ngài thấy vậy cho là yêu quái, bèn bỏ ngài vào trong lò định dùng lửa đốt chết. Đốt đến 3-4 tiếng đồng hồ, ngài vẫn sống như thường mà vẫn ngồi kiết già, cười hề hề như không. Mẹ ngài càng tin chắc ngài là yêu quái, bèn đem bỏ ngài vào trong nồi dùng nước nấu ngài. Qua mấy tiếng đồng hồ sau, mở nắp vung ra, vẫn thấy ngài ngồi kiết già, cười hề hề như cũ. Mẹ ngài nhìn thấy cho là không xong, mới đem ngài quăng ngài xuống biển cả, mượn nước biển dìm chết ngài. Nào ngờ dù bị ném xuống biển, nước cũng không thể dìm chết ngài được. Đúng lúc đó có một con cá lớn há miệng ra, nuốt chửng ngài vào trong bụng. Con cá lớn này lớ ngớ lại bị ngư ông lưới được. Ngư ông dùng dao mổ bụng cá ra, đứa bé ấy vẫn ngồi kiết già, cười hề hề như cũ, cũng không bị dao làm xây xát chút nào. Năm thứ quả báo bất tử ấy là 1. Lửa đốt không chết, 2. Nước nấu không chết, 3. Nước dìm không chết, 4. Cá ăn không chết, 5. Dao cắt không chết. Tại sao ngài được năm thứ quả báo bất tử ấy? Vì ngài đời đời kiếp kiếp trì giới bất sát cho nên được quả báo năm thứ bất tử và là người trường thọ bậc nhất. An Nậu Lâu Đà là tiếng Phạn dịch là Vô Bẩn. Nhân duyên của ngài cũng là một công án. Vào thời Đức Phật phất xa, thế giới đường bị đói kém, năm mất mùa, người người không có cơm ăn, chỉ ăn gốc cỏ, lá cây. Đương thời có một vị Bích Chi Phật đi hóa duyên. 2 tuần lễ, ngài mới đi hóa duyên 1 lần. Hóa duyên đủ để ăn 2 tuần lễ, nếu hóa duyên không được thì 2 tuần lễ đó không ăn chi hết. Một lần nọ, ngài xuống núi hóa duyên nhưng không gặp ai cúng dường cả, ngài định mang bát không trở về. Trên đường về, ngài gặp một người nghèo, tiền thân An Nậu Lâu Đà. Đừng ăn cái bánh làm bằng hạt cỏ, nó là thứ gạo kém giá trị nhất trong các loại hạt. Người ấy thấy vị Bích Chi Phật mang bát không trở về, bèn nói, vị thánh giả này, ngài hóa duyên không được, ngài có muốn ăn bánh cỏ của tôi không? Nếu ngài thích, tôi sẽ đem cúng dường ngài. Vị Bích Chi Phật thấy người ấy thành tâm cúng dường mình như thế, bèn tiếp nhận sự cúng dường của anh ta. Ăn xong, vị Bích Chi Phật mới vọt lên hư không, hiện ra 18 thứ thần biến rồi đi. Người nghèo ấy vẫn tiếp tục cày ruộng. Bỗng nhiên người ấy thấy một con thỏ cứ chạy tới chạy lui từ trước ngực ra sau lưng mình, làm cách gì cũng không bắt được để ném đi. Người ấy sợ hãi quá mà lúc đó cũng không ai
giúp đỡ để bắt con thỏ, bèn chạy về nhà thì con thỏ này đã chết, nên anh kêu vợ bắt con thỏ chết ra. Khi bắt thỏ ra thì thỏ chết ấy biến thành vàng. Anh ta chặt chân con thỏ vàng đem đi bán, đổi được rất nhiều tiền, chân thỏ mọc lại như cũ, do đó mà được quả báo 91 kiếp không bị nghèo khó. Trong kiếp này, ngài là con của vua Bạch Phạn. Vua Bạch Phạn là em vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật. Ngài là em chú bác với Phật. Mỗi khi Phật thuyết pháp, ngài hay ngủ gục. Có một hôm Phật của ngài: cha ngủ gì dữ thế, giống như loài ốc sên sỏ hiến quá vậy, một giấc ngủ cả mấy ngàn năm không được nghe đến tên Phật. Ngài bị Phật của nên tu hành rất tinh tấn, suốt 7 ngày đêm không ngủ. Nhân vì không ngủ nên đôi mắt bị mù. Sau đó Phật thương xót bèn dạy cho ngài tu kim cang chiếu minh tam muội. Ngài tu tam muội này liền chứng được thiên nhãn thông, nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới như thấy trái amala trong lòng bàn tay, cho nên ngài được gọi là thiên nhãn đệ nhất. Các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa, như vậy tức là kể ở trước từ ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cho đến A Nậu Lâu Đà, 16 vị tôn giả, lại còn có rất nhiều vị đệ tử khác chưa được nói tên họ ra. Các vị đệ tử này chính là hàng đệ tử thượng thủ của Phật, cùng với các vị Bồ Tát Maha Tát. Chẳng những có rất nhiều Bồ Tát mà còn có nhiều vị Đại Bồ Tát trong số các vị Bồ Tát ấy nữa. Thế nào gọi là Bồ Tát? Hai chữ Bồ Tát là tiếng Phạn nói tắt, nói cho đủ phải là Bồ Đề Tát Đoà. Dịch là giác hữu tình, tức là làm cho tất cả chúng sanh hữu tình đều được giác ngộ. Còn có một cách nói khác, tức là một vị giác ngộ trong hàng chúng sanh. Giác là không mê, mê là không giác. Nếu giác ngộ thì là Phật, nếu mê thì là chúng sanh. Cho nên một niệm giác chính là một niệm Phật, một niệm mê chính là một niệm chúng sanh. Niệm niệm giác chính là niệm niệm Phật, niệm niệm mê chính là niệm niệm chúng sanh. Vì thế Bồ Tát chính là hữu tình giác, ở trong chúng sanh có thể tự mình giác ngộ. Mỗi ngày giác ngộ thêm một ít, chớ không phải mỗi ngày mê thêm một ít, cho nên gọi là Bồ Tát. Các vị ấy đều là những vị Đại Bồ Tát đã giác ngộ sắp đến bậc viên mãn. Văn thù sư lợi pháp vương tử. Văn thù sư lợi còn gọi là mạn thù sư lợi, đó là do đọc âm trại mà có sự sai khác. Mạn thù sư lợi là tiếng Phạn, dịch là diệu cát hay diệu đức. Vị Bồ Tát này là người có trí huệ hơn hết trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát dịch là giác hữu tình, là một người giác ngộ trong chúng sanh là mê hữu tình. Chúng ta đây là một loài mê muội trong loài hữu tình. Giác ngộ chính là giác ngộ tất cả cảnh giới trước mặt. Nên có câu nói thế này: thấy việc biết việc thoát thế gian. Thấy việc gì có thể giác ngộ được tất cả cảnh giới thì có thể ra khỏi thế gian. Còn thấy việc gì lại mê muội trong cảnh giới ấy thì sẽ đọa vào trầm luân. Ra khỏi thế gian chính là Bồ Tát, đọa lạc trầm luân chính là chúng sanh. Chỗ khác nhau giữa chúng sanh và Bồ Tát chính là mê và giác mà thôi. Cho nên Phật là người giác ngộ, tức là người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng ta cũng có thể nói Bồ Tát là người giác ngộ, vì người giác ngộ là Bồ Tát, kẻ mê muội là chúng sanh. Vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này khi sanh ra có 10 việc cát tường, chứng tỏ rằng công đức của vị Bồ Tát này đầy đủ bậc nhất trên thế giới. 10 thứ cát tường ấy là: một, ánh sáng đầy nhà. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được sanh ra thì ở trong nhà có một thứ ánh sáng. Ánh sáng này không phải là ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao hoặc ánh đèn. Ánh sáng này biểu thị ánh sáng trí huệ bát nhã của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng chính là để nói rằng vị Bồ Tát này có đại trí đại huệ, có thể diệt trừ tất cả màn tối vô minh. Cam lộ đầy sân. Cam lộ là loại nước thuốc bất tử chỉ trên trời mới có. Cam lộ có thể làm cho người ta no ấm, không ăn cơm cũng không đói. Người ta không ăn cơm sẽ đói. Tại sao lại đói? Vì không có cam lộ để nuôi dưỡng nên cảm thấy đói, không có tinh thần làm việc. Cam lộ có thể khiến người được no ấm, được trong sạch mát mẻ. Cho nên ngạ quỷ một khi được cam lộ dưới lên đầu, tức khắc được tiêu trừ tội nghiệp. Cam lộ đầy sân biểu thị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng pháp cam lộ để cứu độ chúng sanh. Vì cứu độ tất cả chúng sanh nên cửa cam lộ mở ra thì ngạ quỷ tiến vào sẽ được no ấm. 3. Đất trồi lên 7 báu. Từ đất sanh ra 7 thứ châu báu: vàng bạc lưu ly, pha lê sa cử, xích châu mã não. 7 thứ này sao gọi là báu? Trên thế giới này những vật gì ít có mới được coi là quý báu, còn nhiều thì sẽ không còn quý báu nữa.
Ví như đất cũng là một thứ bảo bối, người ta nếu không có đất thì sẽ không sống được. Nhưng ai cũng thấy nó dẫy đầy nên không coi là quý báu nữa. Nếu đem một cục đất tặng cho ai, người ta nhất định sẽ không nhận mà vứt xuống đất. Tại sao thế? Vì đất chỗ nào cũng có. Nước cũng là một thứ bảo bối, người ta không có nước thì không sống được. Cho đến mọi sinh vật, nếu thiếu nước thì cũng không thể sống được. Cho nên Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước. Nước thiện lợi đối với vạn vật mà không tranh. Ví như đối với hoa, nước không thể nói, đóa hoa này nhờ tôi tưới mỗi ngày hoa mới lớn và đẹp như thế. Nếu không có tôi thì hoa làm sao có được như ngày nay ư? Ở chỗ mọi người ghét bỏ, ở chỗ thấp trũng, chỗ mà ai cũng không muốn ở thì nước sẽ ở nơi đó. Cho nên gần với đạo, vì thế đạt được đạo vậy. Xưa này kim mộc thủy hỏa thổ đối với nhân loại đều có chỗ lợi ích, nhưng tại sao người ta không quý trọng? Tại vì chúng quá nhiều, như cây gỗ đi đâu cũng thấy nó. Còn vàng tại sao lại được trân quý? Vì ít có. Như ở thế giới cực lạc, vàng ròng làm đất, nắm đất kia sẽ có giá trị, vì ở cõi ấy không có đất. Nếu đem cho người ở thế giới cực lạc một cục đất, cũng chẳng khác nào như mang một cục đất từ mặt trăng trở về. Dù là một cục đá, nhưng đem về từ mặt trăng và ít có nên được coi là quý. Tại sao gọi là thất bảo? Tại vì hiếm có, không phải ai ai cũng có được, cho nên gọi là bảy báu vật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có vô lượng kho báu, cho nên lúc Ngài sanh ra bảy thứ báu, cũng ngay lúc ấy từ đất trồi lên nhiều ít, lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, lấy xong lại có nữa. Bảy báu ở đâu ra? Ở chỗ mà Bồ Tát Văn Thù sanh ra. Có người nói, vậy thì tôi đến đó nhé. Chớ sanh lòng tham, e rằng tổn phí còn lớn hơn số bảy báu lấy được, cho nên đừng có vọng tưởng. 4. Thần mở kho tàng ẩn giấu. Chuyển Luân Thánh Vương có bảy báu, trong đó có một thứ là tạng thần bảo, chính là vị thần cai quản kho báu. Bảy báu từ dưới đất lộ ra là bảy báu từ dưới đất trồi lên. Kho báu này là của người trước chôn giấu, bây giờ vị thần giữ cửa kho khui mở ra, nên từ dưới đất lộ ra báu vật này cũng đều có thể dùng được. 5. Gà sanh trứng phụng. Gà vốn sanh ra gà, nhưng hiện tại gà lại sanh ra phụng hoàng. Phụng hoàng là một thứ chim cát tường. Người thấy được phụng hoàng nhất định sẽ gặp chuyện tốt lành. Đức Khổng Tử nói, chim phụng không đến, hà đồ không hiện ra, ta không còn muốn truyền đạo nữa. Ý Ngài nói, chim phụng hoàng cũng không đến, cũng không có hà đồ lạc thư xuất hiện, ta muốn dừng lại, không còn tuyên dương đạo đức nữa. 6. Heo con, heo xanh con vảy rồng. Gà xanh ra phụng còn chưa lạ lùng bằng heo xanh ra con có vảy rồng. Xưa nay rồng xanh ra rồng, nhưng bây giờ heo xanh ra rồng. Vì heo con trên mình có vảy nên gọi là rồng.